Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Một tín các bạn, tín có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải để gần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng ra nên là nhiều lúc nó sẽ có thể để không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tín các bạn, tín có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải để gần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực. Nên là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có thể để không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tín các bạn, tín có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn.
nhiên là bằng da nên là nhiều lúc là nó sẽ có cái thể không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đổ về con cái da này rất là nhỏ gọn. Chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ống hút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp hút bằng da. Một tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, nước kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc là mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ống hút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp hút bằng da màu tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, nước kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc là mình phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng nên là nhiều lúc là nó sẽ có cái thể không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đổ về con cái quốc gia này rất là nhỏ gọn. Hồng như này, hồng.
ăn một tí đấy, ăn một tí màu. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ống hút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp hút bằng da, một tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải để gần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì. Là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có thể để không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ống hút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp hút bằng da, hộp tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải để gần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì. Là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có thể để không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ống hút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp hút bằng da.
bạn tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, của một nhóc xuất tích. Nó vừa nhẹ nhàng và cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, nước kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này, nhóc nhà mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng ra nên là nhiều lúc là nó sẽ có thể không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Chào các bạn nha, giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da, một tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, nước kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng nên là nhiều lúc là nó sẽ có thể không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Chào các bạn nha, giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da, một tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, nước kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng ra nên là nhiều lúc là nó sẽ có thể
ta này rất là nhỏ gọn, xinh xắn, đơn giản. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng, còn cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này, nhóc của mình cũng phải để gần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì. Là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có thể để không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng, còn cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này, nhóc của mình cũng phải để gần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì. Là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có thể để không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái
Ôi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Một tính các bạn, tính có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Đấy, nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực. Là bằng da nên là nhiều lúc là nó sẽ có những cái không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Ôi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Một tính các bạn, tính có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Đấy, nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực. Là bằng da nên là nhiều lúc là nó sẽ có những cái không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Ôi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Một tính các bạn, tính có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Đấy, nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Đấy, rất là gọn.
làm bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ ngon hơn để không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đổ về con cái da này. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng, còn cầm đi cũng khá là thời trang. Đấy, nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này, nhóc của mình cũng phải để gần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì. Là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ ngon hơn để không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đổ về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng, còn cầm đi cũng khá là thời trang. Đấy, nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này, nhóc của mình cũng phải để gần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì. Là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ ngon hơn để không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đổ về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Hồng như này, hồng ăn hồng như này.
Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Một tính các bạn, tính có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, nước kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực. Là bằng da nên là nhiều lúc là nó sẽ có thể không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về là một con cái da này, rất là nhỏ gọn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Một tính các bạn, tính có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, nước kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực. Là bằng da nên là nhiều lúc là nó sẽ có thể không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về là một con cái da này, rất là nhỏ gọn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Một tính các bạn, tính có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, nước kẻ, bút chì, rất là gọn.
làm bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ ngon hơn, thế đấy không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đổ về con cái lúc da này. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Đấy, nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải để gần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì. Là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ ngon hơn, thế đấy không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đổ về con cái lúc da này, rất là nhỏ gọn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Đấy, nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải để gần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì. Là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ ngon hơn, thế đấy không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đổ về con cái lúc da này, rất là nhỏ gọn. Hồng như này
Ôi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Một tính các bạn, tính có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Đấy, nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực. Là bằng da nên là nhiều lúc là nó sẽ có thể không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Ôi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Một tính các bạn, tính có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Đấy, nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực. Là bằng da nên là nhiều lúc là nó sẽ có thể không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Ôi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Một tính các bạn, tính có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Đấy, nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Đấy, rất là gọn.
nhiên là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có những cái không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đổ về con cái da này. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng, còn cầm đi cũng khá là thời trang. Đấy, nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này, nhóc của mình cũng phải để gần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì. Là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có những cái không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đổ về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng, cầm đi cũng khá là thời trang. Đấy, nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này, nhóc của mình cũng phải để gần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì. Là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có những cái không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đổ về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Hồng như này,
ăn một tí đây. Ăn một tí màu. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ống hút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp hút bằng da. Một tính các bạn, tính có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Đấy, nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì. Là bằng da nên là nhiều lúc là nó sẽ có thể không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Ăn một tí đây. Ăn một tí màu. Đây, màu. Tím nhạt. Cãi nhau. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp hút bằng da. Một tính các bạn, tính có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực các thứ. Tuy nhiên là bằng da nên là nhiều lúc là nó sẽ có thể rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Ăn một tí đây. Ăn một tí màu. Đây, màu. Tím nhạt. Cãi nhau. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp hút bằng da.
có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, bút kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này góc là mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da, màu tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng, cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này góc là mình cũng phải để cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da, màu tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng, cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này góc là mình cũng phải để cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng ra nên là nhiều lúc là nó sẽ có thể
này rất là nhỏ gọn và xinh xắn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tính các bạn, tính có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực. Là bằng da nên là nhiều lúc là nó sẽ có thể không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về là con cái da này rất là nhỏ gọn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tính các bạn, tính có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực. Là bằng da nên là nhiều lúc là nó sẽ có thể không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về là con cái da này rất là nhỏ gọn. Thank you.
Xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ổ cút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp út bằng da. Một tín các bạn, tín có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc là mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có thể đây không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi. Nghìn đồng về con cái da này rất là nhỏ gọn, rất là chính là các bạn là em gái, em gái rất là thích. Thì đặc biệt là hồng như này, hồng ăn hồng như đây. Xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ổ cút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp út bằng da. Một tín các bạn, tín có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc là mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có thể đây không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này rất là nhỏ gọn. Xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ổ cút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp út bằng da. Một tín các bạn, tín có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn.
làm bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ ngon hơn để không thể tránh khỏi. Rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này. Xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Một tính các bạn, tính có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, nước kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da đấy. Một tính các bạn, tính có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, nước kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng
Xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ổ cút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp út bằng da. Một tín các bạn, tín có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc là mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có thể không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ổ cút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp cút bằng da. Một tín các bạn, tín có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc là mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng nên là nhiều lúc nó sẽ có thể không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ổ cút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp cút bằng da. Một tín các bạn, tín có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn.
làm bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ ngon hơn để không thể tránh khỏi. Rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này. Xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Một tính các bạn, tính có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, nước kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da màu tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây của một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, nước kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng nên là nhiều lúc nó sẽ khó khăn để không thể tránh khỏi. Rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái bút da này, rất là nhỏ gọn. Hồng như này
Xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ổ bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Một tín các bạn, tín có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, bút kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc là mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có thể rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái bút da này, rất là nhỏ gọn, xinh xắn, rất là chính là các bạn là em gái, rất là thích. Hồng như này, ăn hồng gì đây, hồng một tím màu, ai hồng, tím tím nhạt, khác nhau. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ổ bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Một tín các bạn, tín có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc là mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có thể để không thể tránh khỏi. Rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái bút da này, rất là nhỏ gọn, xinh xắn, rất là hồng như này, hồng ăn hồng gì đây, hồng một tím màu, ai hồng, tím tím nhạt, khác nhau. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ổ bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Một tín các bạn, tín có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn.
nhiên là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ ngon hơn. Rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này rất là nhỏ gọn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tính các bạn, tính có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây và một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Đấy, nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì. Là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ ngon hơn để không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này rất là nhỏ gọn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tính các bạn, tính có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây và một nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Đấy, nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì. Là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ ngon hơn để không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này rất là nhỏ gọn. Hồng như này, hồng.
ăn một tí đây. Ăn một tí màu. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ổ cút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp cút bằng da. Một tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc là mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực. Là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có những cái đấy không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ổ cút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp cút bằng da. Hộp tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc là mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực. Là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có những cái đấy không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ổ cút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp cút bằng da.
bạn tím có hình bản hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích, nó vừa nhẹ nhàng và cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải để gần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng ra nên là nhiều lúc nó sẽ có thể không thể tránh khỏi. Rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái bút da này, rất là nhỏ gọn. Xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tím các bạn, tím có hình bản hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích, nó vừa nhẹ nhàng cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải để gần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng nên là nhiều lúc nó sẽ có thể không thể tránh khỏi. Rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái bút da này, rất là nhỏ gọn. Chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tím các bạn, tím có hình bản hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích, nó vừa nhẹ nhàng cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc nhà mình cũng phải để gần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng nên là nhiều lúc nó sẽ có thể
rẻ thôi, chỉ chục nghìn đổ về con cái quốc gia này là rất là nhỏ gọn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ổ cút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp cút bằng da. Một tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc là mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực. Tuy nhiên là bằng bóng da nên là nhiều lúc nó sẽ có thể đây không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đổ về con cái quốc gia này là rất là nhỏ gọn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ổ cút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp cút bằng da. Một tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc là mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực. Là bằng bóng da nên là nhiều lúc nó sẽ có thể đây không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đổ về con cái quốc gia này là rất là nhỏ gọn. Thank you.
Xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng, cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này, nhóc nhà mình cũng phải để gần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì. Là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có thể không thể tránh khỏi. Rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng, cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này, nhóc nhà mình cũng phải để gần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì. Là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có thể không thể tránh khỏi. Rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng, cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì. Rất là gọn.
làm bằng da nên là lúc nó sẽ có không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này. Chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ống hút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp hút bằng da. Một tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc là mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ống hút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp hút bằng da. Hộp tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này nhóc là mình cũng phải để cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng Thank you.
Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng, cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này, góc nhà mình cũng phải để gần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì. Là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có thể không thể tránh khỏi. Rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng, cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn. Trong hộp này, góc nhà mình cũng phải để gần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì. Là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có thể không thể tránh khỏi. Rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Ơi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái hộp bút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp bút bằng da. Hộp tím các bạn, tím có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng, cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, chữ kẻ, bút chì, rất là gọn.
Xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ổ cút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp út bằng da. Một tín các bạn, tín có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng mà cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây, một ngăn chứa các cái đồ của để bút, bút kẻ, bút chì. Rất là gọn. Trong hộp này nhóc là mình cũng phải cần 5-6 cái bút, 5-6 cả bút chì, bút mực, các thứ. Tuy nhiên là bằng da nên là nhiều lúc nó sẽ có thể không thể tránh khỏi. Đấy, rất rẻ thôi, chỉ chục nghìn đồng về con cái da này, rất là nhỏ gọn. Chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn một cái ổ cút dành cho các bé gái đấy, học sinh tiểu học mà con gái của mình đang sử dụng. Đó là một chiếc hộp út bằng da. Một tín các bạn, tín có hình hoạt hình rất là ngộ nghĩnh ở đây, một con nhóc rất thích. Nó vừa nhẹ nhàng cầm đi cũng khá là thời trang. Nó chỉ có một ngăn thôi, một ngăn đây.